Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và để trở lại chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, nhạc sĩ Nệ Giang đã viết nên rằng: đã yêu nhau thì yêu cho đặng, mà đã nhớ nhau thì nhớ mãi đừng nguôi, để rồi ruột tằm bối rối tơ vương, mà nhớ ai để nhớ để vấn vương ở trong lòng. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng ánh mắt của mình lên sân khấu để chào đón cặp song ca nam ca sĩ Xuân Tám và ca sĩ Minh Hằng đến từ Mỹ Đức và Hoài Đức với một sáng tác của nhạc sĩ Nệ Giang, ca khúc mang tựa đề Đất Nước Tình Yêu. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin được kính mời. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành, kính thưa toàn thể quý vị khán giả và toàn thể các bạn trong ngôi nhà âm nhạc, rất vinh dự cho tôi được đại diện cho 500 anh em từ quê hương Mỹ Đức, một quê hương giàu lòng mến khách, một quê hương rất yêu nhạc họa thi ca, quê hương đất Phật, một quê hương được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Rất vinh hạnh hôm nay để được gặp lại chị, và vô tình hai chị em muốn gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách và toàn thể các anh em trong ngôi nhà âm nhạc, và đặc biệt nhất gửi lời tri ân cảm ơn đến toàn thể ban nhạc, anh em và tất cả các anh em trong ban tổ chức, trong ban liên lạc đã tổ chức được một chương trình rất hoành tráng. Xin chân thành cảm ơn và chúc đêm diễn của chúng ta giao lưu thành công và tốt đẹp. Một lần nữa xin mời toàn thể các quý vị đại biểu khách cùng toàn thể các bạn trong ngôi nhà âm nhạc cho một tràng vỗ tay để chào đón các khúc Đất Nước Tình Yêu.
Xin chân cảm ơn rất nhiều những tình cảm yêu ái của toàn thể các bạn trong ngôi nhà âm nhạc và toàn thể các đại biểu khách. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn anh Tám rất nhiều.